Tổng cộng của chat ạ. Первым делом я хочу поздравить всех вас с восточным или, скажем, по календарю, скажем, восточному календарю, как мы говорим, с наступившим Новым годом, пожелать счастья и доброго здоровья в этом году. Trước tiên thì chúng tôi xin chúc mừng các bạn năm mới. Xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm hạnh phúc và nhiều may mắn trong năm sắp tới này đây. Чтобы бык, который или тот тотемный, скажем, зверь, который вступил в свои права в этом году, прогнал бы корону или загнал бы ее как можно дальше и принес бы нам на своем мощном теле много радости, счастья, любви и всего самого доброго. Và chúc cho năm mới này là năm của con trâu, tất cả chúng ta thì đều sẽ có hưởng được sức mạnh tuyệt vời như thế và sẽ nhận được nhiều điều may mắn, nhiều điều tốt lành và mọi điều tốt đẹp nhất dành cho tất cả mọi người. Таким образом, я вместе с я сначала сразу же поблагодарю переводчика Хео, который меня переводит. И после меня будет выступать коллега Франчек Солар. Hôm nay thì chúng tôi cùng với ông Vladimir Maslov sẽ trình bày trước, sau đấy là sẽ tới phần trình bày của ông František Solar. Итак, прошло немного времени, пока мы последний раз встречались, но утекло достаточно много воды. Cũng chưa nhiều thời gian kể từ khi mà lần cuối chúng ta được gặp gỡ nhau, được trò chuyện cùng với nhau, nhưng mà đã có khá là nhiều tin tức, nhiều sự kiện mới diễn ra. У нас, как вы видите, новая площадка, на которой мы работаем, и прошу всех адаптироваться к этому и не смущаться. Và như các bạn thấy, hôm nay chúng ta đang sử dụng một nền tảng mới, thì hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy cái điều tiện lợi và làm quen được với cái nền tảng này và không gặp gì khó khăn cả. Я вначале начну с вопросов и дальше прокомментирую ряд важных моментов, которые нам всем очень полезно и важно знать. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề, các cái câu hỏi mà được đặt ra trong thời gian qua, những cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn truyền tải tới các bạn để các bạn nắm được thông tin tình hình hiện nay về dự án. Первый вопрос, он по-разному задается, но здесь самая выжимка. Задается вопрос, насколько велик проект на сегодня, сколько километров вообще в работе сегодня? Câu hỏi đầu tiên thì được đặt ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà chúng tôi có thể tóm gọn lại là dự án hiện nay đã có quy mô khổng lồ ra sao, tính về số km tuyến đường thực tế. Значит, зная положение стадий разных адресных проектов на сегодняшний день, можно говорить о протяженности транспортных маршрутов уже примерно 850, не примерно, а 850 километров. Và khi mà chúng ta xét tới tình hình của các giai đoạn hiện tại đối với các dự án mục tiêu, tất cả các dự án mục tiêu hiện nay của tập đoàn, thì có thể nói về chiều dài của các tuyến vận tải đã ở mức là 850 km. Самый короткий – это почти 2 километра или 2 с чем-то километра, и самый длинный – немножко больше 200 километров из этих 850. Cái tuyến đường trong cái con số đó, 850 km đó, thì cái tuyến đường ngắn nhất là 2, hơn một chút, hơn 2 km một chút, và tuyến đường dài nhất là tới 200 km. И сегодня идут, насколько я знаю, это то, что я знаю. Кроме этого еще есть. Это я говорю то, что я знаю. И кроме этого идут переговоры по 200 километров и еще подготовка, значит, 890 километров. Và ngoài ra, theo những thông tin mà chúng tôi được biết, thì nếu xét tới việc chuẩn bị cho thiết kế 200 km đường và thêm 890 km nữa, thì con số tổng cộng đã là gần 2.000 km rồi. То есть можно сегодня, я, например, сидя здесь, могу сегодня сказать, что в поле, моем информационном поле, почти 2000 километров. Tức là những thông tin mà chúng ta được biết ở đây, đấy là những thông tin mà ông Vladimir Maslov được biết
Và ngoài ra thì còn có những cái phần khác có thể chưa được công bố. Если бы здесь сидел директор по коммерции, который Unitsky String Technology Incorporated работает, Джон Поппель, он бы сказал бы по всей вероятности большую еще цифру. Và nếu mà chúng ta được trò chuyện, được gặp và được chia sẻ bởi ông John Popel, là người phụ trách giám đốc về phát triển về cái mảng các cái dự án này, thì chúng ta sẽ có con số có thể còn nhiều hơn. Причем здесь я учитываю проекты, второй пункт, расположение проектов. Там он длинный вопрос. Я просто, люди спрашивают, где расположены проекты, на каких территориях? Và vấn đề thứ hai thì thường mọi người cũng đặt ra câu hỏi đấy là về vị trí địa lý của các dự án đó đặt tại ở những quốc gia nào. Поэтому говоря 2000, условно говоря, 850 километров в первую очередь, а потом плюс возможные 200 и еще перспектива на 890, это территории Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Вьетнама, я бы даже поставил здесь Вьетнам на первое или второе место, затем это Финляндия, это Российская Федерация, Словакия, Кения, Нигерия. Это то, о чем я знаю вот в этих странах. Và khi mà chúng ta tính tới các cái dự án mục tiêu, con số 850 km, 200 đang thiết kế và thêm 890 km trên nữa, thì chúng ta có thể nói được về vị trí địa lý phân bố ở những quốc gia như sau, ví dụ như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Estonia, Việt Nam, và có thể nói một cách ưu tiên hơn thì chúng ta có thể đưa Việt Nam lên hàng đầu trong số các nước này. Tiếp theo là đến Phần Lan, Liên bang Nga, Slovakia, Kenya, Nigeria là những cái nước mà thông tin đã được công bố và chúng ta cũng có thể nắm được. Ориентировочная стоимость или, скажем, объем строительных работ, которые здесь есть, он нас интересует, потому что от этого доходы компании зависят. Вот ответ сейчас на этот вопрос, да. Câu hỏi thứ ba liên quan tới giá trị dự kiến nói chung của tất cả các dự án đó, thì cái con số giá trị này nó quan trọng ở chỗ là nó sẽ quyết định cái lợi nhuận của tập đoàn chúng ta. Чтобы говорить об объемах, очень важно здесь отметить, и я здесь написал, что очень важна организация инженерно-технической базы для обеспечения строительства по этим проектам. Это очень важный момент. Можно иметь проекты, можно иметь документы по проектам, а когда не будет инженерно-технической базы, то строить очень тяжело. Và trong cái vấn đề này thì chúng ta cần phải nêu đến cái điểm chính đầu tiên, trong đó là cái việc quan trọng nhất của chúng ta là cần phải làm sao tổ chức được cái cơ sở kỹ thuật cho việc xây dựng. Vì nếu mà không có cái đấy thì chúng ta không thể nào mà đảm bảo được cho việc xây dựng trong tương lai. И это касается Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Вьетнама. Это касается Финляндии, где бы то ни было, там нужна инженерно-техническая база. Và dù là chúng ta xây dựng ở đâu, ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ở Việt Nam hay là ở nước nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần phải có tổ chức được cái cơ sở kỹ thuật công nghệ đảm bảo cho việc xây dựng tại nước đó. Поэтому, отвечая на вопрос, я могу сказать, что в ближайшие 2-3 года планируется освоить объем работ в диапазоне можно рассчитывать, это 950 миллионов или же миллиард и 100 миллионов долларов. Và xét trên cái khía cạnh đó thì chúng tôi có thể nói được rằng là trong giai đoạn 2 đến 3 năm sắp tới thì dự kiến cái khối lượng công việc mà chúng ta sẽ phải chiếm lĩnh nó rơi vào khoảng là từ 950 triệu tới 1,1 tỷ đô. Теперь четвертый вопрос. Возможно ли передача долей или акций Sky, скажем, не столько SkyWay, сколько Eurasian Rail Sky Systems Holding, правильно было бы сказать так, в виде дарственной или другим образом при жизни того, кто это хочет, инвестора, не родственника? Và câu hỏi thứ tư thường được đặt ra là
liệu có thể chuyển nhượng cổ phần của RSSH dưới dạng cho tặng hay là hình thức khác, trong khi mà những người khác, những người mà không phải thân thích với mình có làm điều đấy được không? Не родственникам нет, никак, не передача невозможно, не сейчас, не потом. Можно только будет после выхода на IPO продавать, а родственникам можно только, скажем так, предусматривать, как распоряжаться акциями после смерти того, кто как бы завещание пишет. Ничего более пока делать нельзя. Và về câu hỏi này thì chúng tôi chia sẻ với các bạn là thứ nhất là đối với những người mà không phải người thân ấy, thì không có cách nào cả, không bây giờ hay là sau này thì cũng không thể chuyển nhượng cổ phần dưới dạng cho tặng hay là hình thức nào cả, chỉ sau khi mà IPO thì mới có thể tiến hành cái việc chuyển nhượng như vậy cho người không phải là người thân thích. Thứ hai là đối với người thân thì cái việc mà chuyển nhượng đó chỉ được thực hiện theo thừa kế, tức là khi mà cái người chủ sở hữu đó người ta qua đời thì những người thân theo thừa kế, theo di chúc sẽ được hưởng cái chuyển nhượng cổ phần này. Пятый вопрос, он касается опять дарственной. Можно ли сейчас оформлять акции как дарственные на детей? Và câu hỏi thứ năm là liệu hiện nay thì có thể đăng ký cổ phần trao tặng này cho trẻ em được không? И не лучше ли это сделать сейчас и почему? Касается ли это налогов или еще что-то? Я сейчас прокомментирую это все. Vâng, thì liên quan tới câu hỏi này còn có thắc mắc thêm nữa là nếu mà làm được thì hiện nay có phải là cái thời gian tốt nhất để mà làm cái việc đó hay không? Đặc biệt là liên quan tới vấn đề thuế hay là có những cái vấn đề nào khác mà chúng ta cần quan tâm đến việc đó? Дарственную нельзя сейчас. Дарственное это есть отчуждение. То есть я если дарю, то это значит я уже сегодня, когда я подписываю дарственную, я отказываюсь или отдаю кому-то другому. И неважно, это ребенок или кто-то другой, этого делать нельзя. Но можно делать, как я уже сказал, так называемое завещание, которое вступает в силу после того, когда человек, который это делает, уходит в мир иной. Это можно делать. И это хорошо сделать сегодня, потому что, скажем так, если есть такая необходимость, там разница небольшая, сделать сегодня или же сделать потом. Но лучше потому сегодня сделать, что потом, когда человек уйдет в мир иной, не было бы споров. Была бы четко его позиция, что, например, этому ребенку я хочу то-то, чтобы ему да, как бы перешло от меня в наследство, а этим людям или этим родственникам или этим детям столько-то, чтобы потом не было проблем у родственника между собой. Поэтому это желательно сегодня сделать. А что касается налогов, я сейчас прокомментирую дальше. Trước tiên thì chúng tôi cần phải nhắc lại, nhấn mạnh là hiện nay thì không thể nào mà trao tặng chuyển nhượng cổ phần cho người khác dù là ai, nếu mà không, chỉ có một cách duy nhất, đấy là chuyển nhượng theo thừa kế, tức là khi mà các bạn, khi mà cái người chủ sở hữu đó người ta qua đời và có thừa kế, đã có di chúc để lại cho một người cụ thể nào đó hoặc là một số người chia phần cụ thể nào đó, thì cái việc mà chuyển nhượng như vậy là sẽ được thực hiện. Thì ông Vladimir Maslov có chia sẻ với các bạn kinh nghiệm là ngay từ bây giờ nếu mà chúng ta có thể có khả năng thì hãy tiến hành bắt đầu xem xét về cái việc đưa ra di chúc này, để sao cho khi mà cái người chủ sở hữu của tài khoản qua đời thì sẽ không có những cái câu chuyện rắc rối tranh chấp giữa những người thân về cái vấn đề là cổ phần này thuộc về ai. И если было наследство, или когда оформляется потом нотариально право наследования ребенку какому-то или человеку, или родственнику, которому достаются потом после смерти того, кто наследовал эти акции, то платится нотариальная, за нотариальную сделку небольшая сумма. В Эстонии эта сумма 150-160 евро. В каждых странах по-разному нотариальная сделка. Но у нас это примерно так, неважно от того, о какой сумме акций идет речь.
И второе, за что надо будет платить, это госпошлина суммы. Это 0,5% суммы. Если это 100 тысяч, или если это 100 тысяч, то это всего 500 евро или 500 долларов надо со 100 тысяч заплатить. Liên quan tới việc về thuế khi mà được nhận phần thừa kế theo di chúc này thì pháp luật của mỗi nước thì sẽ có cái quy định khác nhau. Thì ông Vladimir Maslow có chia sẻ kinh nghiệm như ở Estonia của ông thì là thứ nhất là sẽ phải chi trả một cái khoản cố định không phụ thuộc vào số lượng cổ phần cổ phiếu mà được di chúc lại. Thì cái con số đấy, cái phí đấy nó vào khoảng 150 đến 160 euro đối với Estonia, và cộng thêm một cái khoản thuế quốc gia nữa, tùy theo nước nữa, thì cái khoản thuế này thì nó sẽ tính theo phần trăm của cái phần được chuyển nhượng. Так, дальше, дорогие друзья, я на вопрос ответил. Теперь я хочу прокомментировать один видео ролик, который в интернете есть, он касается, значит, перспектив развития технологии и куда она будет двигаться дальше. Và về các cái vấn đề câu hỏi thường được đặt ra trong thời gian qua, chúng tôi đã có chia sẻ với các bạn câu trả lời một cách sơ bộ. Và sau đây thì ông Vladimir Maslow xin bình luận thêm về một video có ở trên Internet trong thời gian vừa qua, các bạn có thể xem, nói về triển vọng và những cái tương lai phát triển đối với công nghệ của chúng ta. Мы по-разному это уже не раз обсуждали, но мы знаем, что мы сейчас находимся в первой фазе. Это надо завершить 15 этапов. В 2021, ну, максимум, может быть, чуть-чуть перейдет в 2022 год, зная, что на высокоскоростную линию надо не меньше 12 месяцев, а мы сегодня находимся во втором месяце уже этого года. Поэтому плюс еще 12 месяцев мы знаем, куда пойдет. На строительство. А сегодня еще строительство как таковое, физическое, не начато, хотя проектирование ведется в двух местах. И в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Минске. Как бы следующая стадия идет проектирование. Và về cái sơ đồ này thì chúng ta cũng đã nói ở chỗ này hay chỗ khác nói nhiều lần về cái đấy, nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại để tất cả mọi người đều thống nhất được với nhau là chúng ta đang ở pha thứ nhất trong cái tiến trình phát triển của chúng ta, và điều cần thiết trong giai đoạn gần sắp tới đây của chúng ta là phải kết thúc được hết 15 giai đoạn đấy. Và dự kiến là tới năm 2022, muộn nhất là tới năm 2022 thì chúng ta cần phải xem thấy rõ được cái bước đi tiếp theo của chúng ta. Tại vì liên quan tới vận tải cao tốc thì cần tối thiểu là 12 tháng. Thì bây giờ đã là năm 2021 rồi thì cộng thêm 12 tháng nữa là vào khoảng năm 2022. Thì tối đa là tới thời điểm đó chúng ta sẽ hình dung ra được là cái con đường của chúng ta cái việc xây dựng của chúng ta nó sẽ tiến triển như thế nào. Mặc dù là hiện nay cái việc xây dựng vật lý thì đang được tiến hành ở hai nơi khác nhau, cái việc thiết kế cũng được tiến hành đồng thời ở hai nơi, cả ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tại Minsk, Belarus. Пока мы шли от 1 до 15 до 14 этапа, возникло, этого в начале не было, но возникло еще так называемый дополнительный проект, это пуск или создание блокчейн-платформы, так, в этом и в 2021 году, то есть ее пуск важен, он уходит в первую фазу, и начало бизнеса этой платформы. Và trong quá trình mà chúng ta phát triển từ năm 2014 tới nay, nó đi qua 14 giai đoạn như vậy, thì có thêm một dự án gọi là dự án bổ sung mà nó đã xuất hiện theo nhu cầu thực tế mà chúng ta cần phải thực hiện. Theo đấy là nền tảng blockchain của chúng ta, thì chúng ta cũng đưa vào là trong cái pha thứ nhất này để bắt đầu đưa vào cái việc khởi động nền tảng và nền tảng kinh doanh xây dựng ở trên cơ sở đó. И дальше идет, начинается сама деятельность уже в рамках создания с
следующих, следующей, второй фазы, или, ну, не создание, а выход на вторую фазу. И это выход на строительство адресных проектов 2020, 2021, 2022 год и новые технологические проекты от 2020 до 2035 года. То есть это новые на базе технологий. Это уже вторая фаза. Сегодня мы это делаем в первой фазе, а вторую фазу и вывод именно на IPO. Это будет вторая фаза. Поэтому очень важно, чтобы подготовиться и перейти во вторую фазу. Но впереди развитие SkyWay, и вот об этом я сейчас немножко поговорю дальше. Và như các bạn thấy là hiện nay chúng ta đang bắt đầu có những dấu hiệu, những cái điều chuẩn bị đầu tiên để chúng ta có thể tiến ra được cái pha thứ hai trong sự phát triển. Và cái pha này thì được đánh dấu bởi những dự án bằng việc xây dựng, bắt đầu xây dựng các dự án mục tiêu vào năm 2020-2021, cũng như là tới năm 2022. Và trong cái quá trình phát triển của pha 2 này có tính tới việc là đưa ra các dự án công nghệ mới trên cơ sở là nền tảng công nghệ của SkyWay. Và đồng thời cái điều mà tất cả chúng ta mới quan tâm nhất ở đây đấy là liên quan tới IPO thì cũng sẽ tiến hành ở trong pha thứ hai này, và điều đó là rất là quan trọng. Chính vì thế chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái yếu tố cần thiết để tiến ra được IPO với cả một tư thế hoàn toàn mới. Вот что касается второе, что о чем еще сегодня поговорим, про IPO и про STO немножко. Và sau đây thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về IPO, STO liên quan tới cái việc đó. Теперь возвращаясь, что будет дальше? Ведь вопрос-то в том, что строительство трасс – это практически создание сети Transnet. Transnet – это большой транспортной сети. И генеральный конструктор и наш проект видит, что перспектива как минимум 25 миллионов километров впереди. Как минимум. Trước khi nhắc tới cái câu chuyện về IPO STO thì chúng ta sẽ xem cái chiến lược chung của chúng ta, đấy là chúng ta cần phải tiến ra cái điểm cuối của chúng ta là gì, là cần phải xây dựng được một cái mạng lưới Transnet, một mạng lưới vận tải trên dựa trên công nghệ của chúng ta trên toàn bộ hành tinh của chúng ta, và với cái chiều dài của nó là vào cỡ khoảng 25 triệu km. Для чего это надо? Вот это надо для решения многих задач, но одной из них может стать создание так называемого пояса вокруг Земли. Это пояс, который необходим для создания околоземной транспортной системы орбитальной. Và xây dựng được cái mạng lưới Transnet đấy thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều câu chuyện hiện nay của nhân loại. Và một trong những cái nhiệm vụ chính của nó đấy là phải xây dựng được cái vành đai quanh trái đất. Và vành đai này nó là cơ sở để bắt đầu cho sự hoạt động của phương tiện vận tải toàn hành tinh. И это будущее, но к этому надо еще прийти. Это как минимум 40 тысяч километров вокруг Земли создание площадки для того, чтобы создать эту систему, которая сама потом поднимется на околоземную орбиту. Và tất nhiên đấy là cái câu chuyện của tương lai, nhưng mà theo chúng tôi đấy là một tương lai cũng không còn xa nữa, và chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó. Và tối thiểu cái vành đai bao quanh hành tinh của chúng ta là 40.000 km. Nhờ có nó mà cái phương tiện vận tải toàn hành tinh nó sẽ bắt đầu được tự nâng lên trên quỹ đạo. И чтобы это обслуживать, нужно очень много трасс именно на основе нашей технологии, чтобы еще и к этому проекту прийти. И кроме того, рассматривает генеральный конструктор, что это база для того, где будет в перспективе проживать 100 миллионов человек. Это большой линейный город почти по экватору нашего земного шара. Và để mà phục vụ cho cái mục tiêu đấy, phục vụ cho cái mạng lưới đấy, thì sẽ cần rất nhiều tuyến đường nhánh khác nhau để đưa vào cho nó phục vụ, và dự kiến là cái chỉ tính riêng cái vành đai quanh trái đất, quanh hành tinh đó,
thì nó sẽ là tạo ra cái nơi cư trú cho tối thiểu là 100 triệu người, và ở khu vực Xích Đạo thì đấy là sẽ là nền tảng cho một cái dự án toàn hành tinh trong tương lai. Теперь, дорогие друзья, еще раз о нашей технологии. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что, о чем вообще, как бы, когда мы говорим, что это проект, какие основные коммуникационные и какая, что базовая технология, что она, почему эта технология базовая и какая она дает возможности для коммуникации. Она коммуникаторная еще, кроме того, коммуникаторная. То есть она является, наша технология, базовая технология, является еще и ядром для создания коммуникационной системы. И сейчас разберем, как. Và trong tất cả những cái câu chuyện cho tương lai như vậy thì chúng ta có một cái điều cốt lõi, đấy là cái công nghệ căn bản của chúng ta, cơ sở công nghệ của chúng ta, nó như là một cái cụm truyền đạt, nó đưa ra một cái cơ sở căn cứ khoa học kỹ thuật cho tất cả những cái hệ thống sẽ được xuất hiện trong tương lai như vậy. Поэтому она является и так называемой интегрированной системой связи, потому что это и каналы логистики, которые основываются на этой технологии или по трассе, которая создается и в системе Transnet. Это информационные каналы, информационные каналы, и это энергетические каналы. Это и есть коммуникационное ядро. Можно его так назвать, нашу технологию, базовую технологию. Và tại làm sao mà chúng ta gọi cái công nghệ của chúng ta là công nghệ cốt lõi, mang tính nền tảng, tại vì nó tạo ra được một cái hệ thống liên lạc tích hợp, trong đó bao gồm cái đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy, đấy là các kênh logistics, hệ thống Transnet, mạng lưới Transnet trong tương lai, đưa tới cái sự vận chuyển tuyệt vời như vậy, và đi kèm với nó là những cái kênh mà truyền dẫn năng lượng điện đi qua các cái tuyến đường của chúng ta, cũng như là truyền dẫn thông tin, truyền tải thông tin cũng trên mạng lưới cầu vượt vận tải như vậy. Кроме того, что дает наша технология, использование технологии Unisky String Technology или Skyway, как мы ее говорим по ее торговому знаку, это надземные инновационные логистические решения, раз. Và như chúng ta thường hay nói, đấy là cái giải pháp công nghệ Unisky String Technologies của chúng ta, như cái nhãn hiệu thương mại của chúng ta, là đó chính là một giải pháp logistics trên cao, đổi mới và tiến bộ. Она позволяет или как бы определяет и позволяет интегрировать и создавать новую логику городского развития, абсолютно новая логика городского развития, потому что можно будет строить города-спутники совсем иначе и не создавая транспортных проблем. Это новая логика позволяет. И об этом мы скоро услышим непосредственно даже в самом Вьетнаме. Và cái giải pháp vận tải này của chúng ta, nó đưa tới một cái logic mới trong cái quá trình phát triển đô thị. Tại vì làm sao? Tại vì chúng ta có thể xây dựng được một cái đô thị mà không gây ra, không tạo nên những cái khó khăn, những cái tắc đường mới, những cái áp lực mới lên hệ thống hạ tầng vận tải của chúng ta, và sẽ sớm thôi chúng ta sẽ được nhìn thấy cái logic phát triển đô thị như vậy và trực tiếp tại Việt Nam. Вот в этой первой фазе было разработано еще и то, что, скажем так, создается или разработана методика восстановления плодородия почв и землепользования за счет гумусных решений на основе технологии гумуса. Và ngay ở trong pha phát triển thứ nhất này thì chúng ta cũng sẽ đưa ra được cái phương pháp luận trong việc là phục hồi độ máu mỡ của đất và việc sử dụng đất thông qua công nghệ mùn sinh học. Но здесь еще есть другое, то что сама трасса поднята на второй уровень, это позволяет использовать в определенной новой, абсолютно в новом решении те земли, которые под трассой.
và nhờ có cái công nghệ này cũng như là cái công nghệ vận tải đường dây của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được cả những cái khu vực đất đai ở phía bên dưới của tuyến đường. Наш проект позволяет, или он содержит в себе концепцию социальной помощи и защиты. Я сейчас объясню, почему. Và nhờ có thế mà chúng ta sẽ có được cái ý tưởng khái niệm mà có thể gọi là hỗ trợ và bảo vệ xã hội nhờ sử dụng công nghệ của chúng ta. В первую очередь, человек может сам участвовать в проекте и тем самым получает определенную социальную защиту, участвуя в проекте. То есть он становится совладельцем корпорации, мировой планетарной транспортной корпорации Global Transport Investment через Eurasian Railways Assistance Holding. Это первое. Это значит, что он участвует потом в распределении всех прибылей. Это, с одной стороны, это помощь, с другой стороны. А помощь еще оказывается в том, что человек может, как и все, кто мы есть, партнеры SkyWorld Community, может участвовать и осуществлять определенную свою бизнес-деятельность, создавая команды, получая текущие доходы. Và về cái khái niệm hỗ trợ và bảo vệ xã hội nhờ công nghệ của chúng ta thì có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn. Đấy là ví dụ khi mà một người người ta tham gia vào dự án của chúng ta ấy, thì đấy chính là cái hình thức mà công nghệ của chúng ta đem tới sự bảo vệ xã hội cho họ, dự án mang tới sự bảo vệ xã hội như vậy. Tại vì họ trở thành người đồng sở hữu của tập đoàn quốc tế, họ tham gia vào cái việc nhận lợi nhuận từ mọi hoạt động kinh doanh của tập đoàn, thì đấy là một cái sự bảo hộ xã hội cho họ. Thứ hai là về liên quan tới việc giúp đỡ xã hội thì cũng nhờ có cộng đồng những đối tác của Skyworld Community thì họ có thể tham gia vào cái quá trình kinh doanh, họ tạo được cho mình những cái đội ngũ để hoạt động. Và đấy chính là những cái điều đấy chính, nói cách khác đấy là sự hỗ trợ và bảo vệ xã hội cho cư dân. И таким образом, в государстве, неважно, или это в отдельном государстве, или это во Вьетнаме, или еще где-то, люди смогут инвестировать в те проекты, которые строятся. А когда начнет реализация или начнется эксплуатация, проект начнет зарабатывать, получать доходы, прибыль, люди получат обратно. То есть это, с одной стороны, это как пенсионный фонд, когда люди смогут участвовать в финансировании каждой своей долей, финансировании будущих предстоящих проектов. А это позволяет наша технология делать. Và ngoài ra thì ở Việt Nam, ví dụ thôi, ở Việt Nam hay là bất kỳ nước nào thì cũng sẽ có cái ví dụ như vậy. Tức là mọi người thì ngoài cái việc tham gia vào dự án chung của chúng ta như hiện nay thì họ có thể tham gia vào những dự án địa phương mang tính cục bộ. Và như vậy thì họ sẽ nhận được lợi nhuận sau khi mà dự án đó đi vào hoạt động. Thì cái điều đấy thì có thể coi đấy không khác gì như là một cái quỹ lương hưu dành cho mọi người. Họ đầu tiên họ cấp vốn vào trong dự án và sau đó họ thu được lợi nhuận từ việc hoạt động dự án đó. И, наконец, что еще важно знать по нашей технологии, по базовой технологии, это то, что это зеленая технология или зеленый транспорт. Это минимальный земельный отвод, минимизация, то есть очень эффективная по отношению к природе и к землепользованию. Безопасна, высокоскоростная, она интеллектуальная система управления имеет. Она производительность имеет очень высокую по сравнению с другими, то есть она очень эффективна. И, наконец, она эпидемиологически безопасна, что показал нам коронавирусный год прошлый, что когда начали смотреть, провели экспертизу, то очень, скажем так, много факторов, которые позволяют минимизировать эпидемиологические, ну, как бы, опасности в транспорте. Và nói tóm lại là liên quan tới các đặc tính của công nghệ nền tảng của chúng ta, đấy là đầu tiên mình nói tới là sự thân thiện môi trường, thứ hai là cái việc mà tiết kiệm và chiếm dụng diện tích đất tối thiểu,
ba là liên quan tới công nghệ tốc độ cao, sử dụng các hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo hiện đại, và điều quan trọng nhất trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay đấy là sự an toàn về mặt dịch tễ. Tại vì với cái hoạt động của hệ thống vận tải của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được cái sự lây lan của virus corona. Теперь, что еще, прежде чем я передам слово Франтишеку, хотел обратить ваше внимание и об, скажем, то, что касается уже IPO и прочего подготовки, мы будем говорить в следующий раз. Но сегодня я в завершение хочу показать вам следующую логику, которую очень важно понимать и знать. Я хочу напомнить вам кое-что. Và trước khi chúng ta chuyển sang phần trao đổi của ông Francis Sola thì có lẽ là cái việc liên quan tới các cái câu chuyện liên quan tới IPO thì chúng ta sẽ nói trong lần tiếp theo một cách cụ thể chi tiết hơn. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi chỉ muốn xin nhắc ngắn gọn đối với các bạn liên quan tới cái vấn đề này. Поэтому, скажем так, ценность или себестоимость моей инвестиции в тысяча, ну, скажем так, в начале, на пятом этапе, пятый этап была, значит, дисконт был в пределах от 1 до 200, 1 к 200, 1 к 640. И себестоимость одной доли или одной акции, которую я получал в залог под мою инвестицию, была 0,0024 доллара. Và các bạn có thể thấy là cái sự gia tăng của cái khoản đầu tư của chúng ta như thế nào trong thời gian qua. Ví dụ như là từ giai đoạn thứ 5, khi đó chiết khấu là từ 1.200, 1.640, và tương ứng chúng ta có thể tính ra được là khoảng một cổ phần của chúng ta khi mà đầu tư vào lúc đó ấy, thì giá trị vào khoảng 0.0024 đô. Прошло 5 лет, мы сегодня на 14 этапе, и здесь себестоимость моей инвестиции. Я получаю 1 доллар, но инвестирую 0,036 десятитысячных. Тысячных. Да. Và Доллар. sau 5 năm chúng ta nhìn lại thì bây giờ đã là giai đoạn thứ 14, với cùng một số tiền như thế thì chúng ta sẽ mua được ít cổ phần hơn, và cái giá trị khoản đầu tư của chúng ta hiện nay chúng ta có thể tính ra được là một cổ phần là tương đương với 0.036 đô. И я могу сказать, что рост значимости моего залога, единицы моего залога от 5 до 14 этапа 1500%. Это практически по 300% в год, если мы Và посмотрим здесь. như vậy về mặt kinh tế thì chúng ta có thể thấy được rằng là từ sau khoảng thời gian đó, sau 5 năm, từ giai đoạn thứ 5 tới giai đoạn 14 thì sự tăng giá trị bảo đảm của chúng ta đã là 1.500%, nghĩa là trung bình là cứ mỗi năm là tăng 300%. И как меня просил один мой знакомый объяснить, что, слушай, я вот, скажем так, в 2016 году, в 2015 году проинвестировал, а что сейчас вот я хочу столько же проинвестировать. И у него было 1200, я ему сделал таблицу, показываю эту таблицу вам. Và mấy hôm trước thì cũng có người có trao đổi hỏi lại với chúng tôi là bây giờ thì ông ấy muốn đầu tư thêm, tức là năm 2015 thì ông ấy đã đầu tư rồi và bây giờ thì ông ấy muốn đầu tư thêm, thì không biết là với cùng số tiền đó thì ông ấy sẽ nhận được như thế nào vào thời điểm hiện nay. Если там надо было получить за 1 200 000 залоговых акций или долей, мне обошлось в два или человеку обошлось 2 2000 долларов, то сегодня это почти в 15 раз дороже, то есть это 29 270 долларов, тысяч долларов. То есть это серьезный ход, или это говорит о том, что проект капитализируется. Và nếu mà đem ra để so sánh khi mà nhìn vào cái bảng
so sánh này giữa các giai đoạn thì thật là một con số bất ngờ. Tại vì với cùng cái số tiền 2.000 đô vào cái thời điểm giai đoạn thứ năm đấy, ông ý có được tới 1.200.000 cổ phần. Nhưng mà để mà có cùng số cổ phần như vậy sau từng đấy thời gian, sau 5 năm, để bây giờ có được 1.200.000 cổ phần như vậy, thì ông ấy không phải bỏ ra 2.000 đô nữa mà là mất tới hơn 29.000 đô, là một cái số tiền lớn hơn rất là nhiều lần. Và chính vì điều đấy, chúng ta có thể nhìn thấy được là cái điều mà chúng ta đang thực tế cho thấy là dự án đang bốn hóa, cái sự bốn hóa, dự án đang phát triển đang được bốn hóa. И здесь важно не то, не этот ряд. И я сегодня как таковых денег в руках еще не имею. Но здесь важно понимать то, что проект продвигается и развивается по сценарию, близко к сценарию, который был в 2014 году начат и запущен процесс. Và có thể là sẽ có ai đó nói rằng là cái số tiền đấy thì chưa cầm, chưa sờ được trên tay, thì họ sẽ đánh giá thấp cái điều đó. Nhưng mà với tư cách là những người đầu tư giá trị, chúng ta hiểu được giá trị của những gì mà chúng ta đang nắm, chúng ta thấy được rằng là cái điều quan trọng nhất là dự án của chúng ta đang phát triển, đang tiến lên theo một cái kịch bản mà đã được dự đoán trước. Nó gần với cả cái kịch bản đã được dự đoán trước vào năm 2014 khi mà tất cả mọi thứ bắt đầu. Và đấy là điều mà chúng ta tin tưởng vào cái việc này là quan trọng. Итак, дорогие друзья, все, что касается IPO и будущего, мы об этом будем говорить в следующий раз. Поэтому я сейчас слово передаю господину Франтишеку Солору. И благодарю вас за внимание, благодарю Хео за перевод. И до следующих встреч, дорогие друзья. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi phần trình bày của chúng tôi liên quan tới IPO, thì có lẽ là trong lần sắp tới thì chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về các cái thủ tục liên quan tới IPO này. Sau đây là tới phần trình bày của ông Francis Sola. Xin mời ông. Всего доброго. Xin chào tất cả các bạn. Спасибо, Владимир, за слово. Добрый день, Шаи. Я бы так вас хотел поздравить с новым роком 2021. Запшат вам вела здрави, вела счастья, вела ласки. Ну, а самозрейме и вела-вела успеху с нашей сполочности и комьюнити. Xin chào tất cả các bạn. Những ngày đầu đầu năm thì chúng tôi cũng gửi lời chào hết tất cả các nhà đầu tư, và cũng rất là cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Ông Vladimir Maslov vừa mới có cái buổi cái bản thuyết trình về trước. Còn là bây giờ thì trước hết là gửi lời chào sức khỏe, chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, và để và cũng đồng thời chúc cho một năm được thành công. Dnes ja budu prezentovať i nejaké novosti, ktoré sa více menej týkajú našej činnosti. Budu říkať o novostech, ktoré byli v šarži v Spojených arabských emirátech. No a samozrejme v závere mojej prezentácie vás oboznámim i ze statistikou, ktorá byla v mesiaci leden. Hôm nay thì có một số thông tin mới, và sẽ có một số thông tin về những hoạt động của tập đoàn chúng ta tại Sharjah. Và tiếp theo nữa thì tôi cũng sẽ đề cập tới cái phần thống kê cho của tháng 1 vừa rồi. Я вижу презентации. Не не слышит. Не идет. Что за программ? Не идет то. Слышим се? А ты слышишь? А ты не слышишь? Но вы не засекли, что то есть, что то значит, а? Алло?
No já tě slyším a ty mě neslyšíš. Ano, už je dobrý, už je dobrý. A vidět prezentaci? Ano, vidím. OK, tak jedeme. Já si myslím, že osobitně se představovat nemusím. Thì ông Frank nói rằng là bây giờ có lẽ là tôi không phải tự giới thiệu nữa mà các bạn cũng đã biết rồi. Každý z vás mě pozná, moje jméno je František Solár, jsem členem vedení společnosti Skyward Community, investor od roku 2015, teďkom na pozici top expert. Vì là mọi người cũng đã biết là ông ấy là tên là Frank Sula và đã là top expert và hiện nay đang là thành viên của ban lãnh đạo Skyward Community. Ja bych tento prvý slide, ja bych vám chtěl velice krátce říct o imidži společnosti, protože je to velice důležité. A předpisy týkající se imidžu se nacházejí v osobnom kabinete v sekci nástroje partnera. Trước hết thì tôi cũng nói về những sự quan trọng của các cái hình ảnh của tập đoàn và cũng nói về cái phần trong cái phần mà cái công cụ cho đối tác ấy. V prvom rade ja bych chtěl pripomenúť jednu věc. My neprodáváme podíly ani akcie. Přitahujeme, získáváme investice prostřednictvím konvertibilní půjčky. To je velice důležité, nebo velakrát na Facebooku i na jiných médiách se objavují výzvy, kupujte akcie, prodáváme akcie, nič také my neděláme, my přitahujeme investice na základě konvertibilní půjčky. Một lần nữa thì tôi cũng xin nhắc các bạn là vì cái công việc của chúng ta ấy là hiện nay đang là cái việc huy động vốn đại chúng và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không dùng cái từ là đi bán cổ phần hay là bán cổ phiếu mà thực sự là việc chúng ta đang huy động vốn bằng cách là vay vốn bằng trên cơ sở là có một hợp đồng gọi là hợp đồng vay vốn chuyển đổi. Cho nên là vừa rồi chúng tôi cũng thấy là ở trên mạng ấy thì có rất nhiều người nói rằng là chúng tôi bán cổ phiếu hay là thậm chí bán cổ phần. Như vậy thì nói như vậy thì nó sẽ không đúng với cái tinh thần của tập đoàn. Šíření těchto nesprávných informací vedlo ku koncu minulého roku s problémami, ke problémům s některými partnermi i problémům s platobními systémami. Cũng chính vì những cái thông tin mà không được chuẩn xác cho nên là đã xảy ra nhiều cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Như là ví dụ trong năm ngoái ấy, thì có nhiều cái vấn đề nó đã xảy ra và có liên quan đến các cái đối tác của chúng ta ấy, của tập đoàn. Čiže každému doporučuji ještě jednou si přečíst to nařízení o imidži, kterou, jako jsem už říkal, najdete v osobních kabinetech v sekci nástroje partner. Để mà giới thiệu về cái dự án cho một người thứ hai thì ai cũng bất kỳ một người nào các đối tác nào cũng phải đọc qua những cái lời chỉ dẫn hướng dẫn ở trong cái văn phòng cá nhân của mình mà phải đọc qua để mà hiểu là chúng ta cần được nói những cái gì mà không được nói những cái gì và được làm gì mà không được làm cái gì, tức là cho đúng theo cái chỉ thị. Còn pár slov kolem značky společnosti. Lại xung quanh cái thương hiệu của tập đoàn chúng ta nữa. Jak jste si všimli, postupně se vzdalujeme od názvu Skyway. Như vậy thì các bạn để ý đấy, thì hiện nay là xung quanh chúng ta có những từ lời từ của Skyway. Protože společnost je teďkom ve fáze vytváření takzvaného minimálního životaschopného produktu, takže je potřeba brát vážně obchodní značku.
Bởi vì hiện nay hãng đang ở trong giai đoạn tạo ra một cái sản phẩm mà chúng ta cần phải có được một cái tên cho nó có cái có gọi là có tiếng tăm ấy. Společnost Unitsky String Technology zůstává, ale název Skyway by se měl používat výlučně na určený účel. Còn với công hãng là UST, tức là Unisky, Unitsky String Technology thì là vẫn giữ tiếp tục. Còn cái cụm từ thương hiệu của Skyway ấy, chỉ được phép sử dụng trong một trường hợp trong một trường hợp số đặc biệt thôi. Чем є розділ? Những sự khác nhau là cái gì? Například, neexistuje společnost s názvem Skyway. Takováhle společnost není zaregistrována, není v holdingu, není nikde. Ale existuje jeden z produktů společnosti Unitsky String Technologies, kterého obchodná značka, čiže ta ochranní známka, nese název Skyway. To je projekt Skyway, ne společnost Skyway. Ở đây có thể ví dụ như là với cái tên là Skyway, thực ra đấy là nó đứng về một cái sản phẩm đó, mà cái nếu như mà nói rằng có một người nào đấy mà nói rằng chúng tôi là một cái tập đoàn Skyway hay là đứng gọi là một công ty Skyway như vậy thì nó là không đúng, bởi vì công ty Skyway này là không có đăng ký ở đâu cả, mà chỉ có một cái sản phẩm của công ty Unitsky String Technology tính là tên là Skyway thôi, chứ nó không phải là cái tên của công ty hay là một tập đoàn là của Skyway. Aby bylo jasně, Unitsky String Technology Corporation je firma, je společnost, která robí certifikační proces, která staví technologie, dělá technologii. Còn cái công ty Unitsky String Technology Corporation thì là đấy là một đã là một cái hãng, một công ty là có nhiệm vụ sản xuất là cái khi mà làm ra tạo ra cái quá trình làm cái certificate rồi làm cái quá trình làm ra cho cái chứng chỉ và người là cái công ty mà thực hiện nghiên cứu về phát triển về công nghệ. Global Transport Investment. To je společnost, která je vlastníkem technologie. Và công ty GTI, nghĩa là Global Transport Investment ấy, là cái chủ sở hữu về công nghệ. A jak víme, společnost Global Transport Investment emitovala svý vlastní vnitřní akce. Và như là chúng ta biết ấy, thì là chúng ta đang công ty ấy, đang sử dụng và đang sở hữu các cái phần cổ các cái cổ phần của mình. No a projekt, který teď financujeme, se nazývá Skyway, alebo technologie se nazývá Skyway. Còn cái dự án ấy mà chúng ta đang đầu tư thì chúng ta đang đầu tư vào cái công nghệ hay là cái sản phẩm là Skyway. Takisto se kolajové vozidla můžu nazývat Skypods anebo Uniflash. Je to značkový název vysokorýchlostných dopravních modelů. Ví dụ như là cái đường tàu mà chạy trên những cái xe mà chạy chạy trên đường ray treo trên cao ấy, mà hiện nay ví dụ ở bên UAE thì đang sử dụng cái tên là Skypod hoặc là Uniflash, là đấy là các cái sản phẩm mà hiện nay đang được chuẩn bị ra thị trường. A je třeba mít na paměti, že Skyward Community je jeden z největších green tech rizikových fondů, který působí na světě.
Và xin nhớ rằng là SWC Skyward Community ấy, là một cái công ty, một trong những cái quỹ mà gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm. Samozřejmě, že teďkom ty hlavními informačními zdrojmi společnosti Skyward Community jsou sociální sítě, kde my duplikujeme zprávy z našich stránok a zveřejňujeme toľko ověřené informace. Tu máte možnost vidět linky, z kterých my všichni můžeme čerpat, nebo tu na těchto stránkách ty informace jsou ověřené. Tất nhiên là các thông tin về công nghệ thì chúng ta có thể nhìn thấy là trên có các cái mạng xã hội, ví dụ như là trên các cái mạng lưới trên internet ấy, là trên đó đã được công báo, công bố hay là công khai là các cái đường link nơi mà các nhà đầu tư hay là các cái nhà đối tác ấy, thì có thể lấy các cái thông tin từ đấy và để phát ra, thì những thông tin từ đấy là những thông tin phải chính xác, thông tin chính thức. Můžete si tento slide odfotit, já tak dám dispozici tu prezentaci Teovi a Teo vám ji pak přepošle. Tất nhiên là các cái thông tin này ấy, là các bạn có thể sao chụp lại được, mà nếu cần thì tôi sẽ chuyển cho các bạn sau. Co je si potřeba uvědomit, je, že od roku 2021 jsou jasně rozčleněny dva směry. Chúng ta thấy bắt đầu từ năm 2021 thì đã có hai hướng đi. První směr to je investiční činnost, kterou děláme my, Skyward Community. Cái hướng đầu tiên ấy là hướng của các cái hoạt động về đầu tư của Skyward Community. A druhý směr je vědecko-výrobní činnost, kterou dělá Unitsky String Technologies Corporation. Và hướng thứ hai là các hoạt động về khoa học, về nghiên cứu và sản xuất do công ty Unitsky String Technology. Čiže není potřeba spájet tyhle činnosti, nebo obě dvě tyhle činnosti působí zvlášť. Có nghĩa là chúng ta không thể nói là kết nối hai cái này vào là một, không nhập hai cái là một, bởi vì hai cái hướng này là của hai công ty hoàn toàn là làm việc độc lập. Možná jste zastihli, možná jste viděli informaci, že pan Anatolij Eduardovič Junický vydal svoji novou knihu, svoji autobiografii. Như các bạn biết đấy, thì vừa rồi nhà sáng lập đã là tên là Anatoly Unitsky đã đưa ra cái quyển về tiểu sử của mình. Zatím je dostupná v ruštině, ale už se připravuje i anglická verze. A pokud máte zájem, tak si ji můžete objednat na tyhle stránka, které jsem napsal. Và nếu cái quyển tiểu sử này ấy, là đã ra bằng tiếng Nga và tiếp tục là sẽ ra bằng tiếng Anh. Thế còn nếu mà ai mà có quan tâm mà có muốn ấy, thì có thể đặt ở trên các cái trang như ở trên đấy là mà các bạn đã nhìn thấy trên màn hình. Velice jsme rádi tomu, že tenhle rok začal velice aktivně v společnosti. Chúng tôi cũng rất là vui khi mà cái năm này bắt đầu bằng những hoạt động rất là thực tế. Byl to mohutný start od prvních dnů v lednu po celý leden i teďkom v únoru.
Như vậy là một cái sự chuyển biến khởi hành bắt đầu rất là mạnh mẽ từ tháng tháng 1 và bây giờ là bắt đầu là tháng 2. Ešte koncem minulého roku v prosinci i v lednu v tomhletom roce bylo vydané mnoho publikácií o projekte Skyway. Cuối năm 2020, tức là năm ngoái, vào tháng 12 và cũng đầu tháng đầu năm nay, tháng 1 ấy, thì đã đưa ra, trình ra các cái know-how của Skyway. Čiže opět, pokud jste si nestačili projít všechny ty publikace, které oficiálně vyšly, na tomto slajde jsem jich vypsal, a můžete přímo kliknutím na ten který žádek jít na stránku té publikace. Nếu mà các bạn muốn ấy, thì có thể là nháy vào các cái đường link ở trên đây, có những cái đường link mà đã có giới thiệu về các cái công nghệ của tập đoàn, về cái công nghệ Skyway đó, các bạn có thể xem đấy. Ovšem, samozřejmě, všichni ty publikace jsou sledované oddělením marketingu a oddělením PR naší společnosti, aby se prezentovaly informace ověřené i adekvátně. Và hiển nhiên là bên tập đoàn ấy cũng đã có một cái bộ phận để đi nghiên để theo dõi về các việc sử dụng các thông tin này để cho các nhà đầu tư hay là các nhà phát triển hệ thống thì được phép sử dụng một cách đúng đắn. Co tohle to všechno značí, když už o nás píšou naši partneri, když nás už promontují, když nás reklamují naši partneri, je to velice důležitý moment v životě společnosti. Đây là một cái điều rất là quan trọng bởi vì khi mà đã có những cái việc mà có ảnh hưởng đến tập đoàn ấy do cái sự những cái thông tin mà trên đại chúng ấy mà nếu mà sử dụng không chính xác thì sẽ có cái những cái sự hệ lụy. Tyhle ty publikace už naznačují, že projekt postupně přechází z té fázy startup do fázy systémového biznisu a vychází na úroveň korporácie. Là cái đã đến cái giai đoạn là cái dự án được chuyển từ cái giai đoạn là startup để sang cái giai đoạn là business, tức là bắt đầu đã chuyển sang cái thời kỳ thương mại. To je velice vážné poznání, to je velice vážná etapa, protože zvyčajně v téhle fázi přicházejí velké investice a připojují se k tomuto projektu naozaj seriózní investoři. Cái giai đoạn này ấy, là một giai đoạn cực kỳ quan trọng bởi vì đây là lúc mà quyết định để cho các cái khối lượng đầu tư lớn bắt đầu sẽ là vào cho cái dự án. To, co bylo už publikováno CEO, generálním ředitelem společnosti Skyway Green Tech v šarži, je ta novinka, že v marci, to je po český... Přezen. Ano, v marci v šarži budou první zkoušky s cestujícími na ty trati, která se vybudovala na ty 400-metrové trati. Zde. Đã được công khai rồi, tức là như là ngài giám đốc của công ty ở Green Tech ấy, là tại Sharjah thì đã có thông tin là bắt đầu từ tháng 3 là sẽ có cái cuộc thử nghiệm đầu tiên để chở hành khách ở trên cái đoạn đường mà đã vừa xây dựng, tức là 400 mét. A podle slov Unického je vláda
Spojených arabských emirátů připravena přijít do Šarži na 100% a provést se tímhletím novým inovativním dopravním systémem. Và theo lời của ngài Unitsky thì bên chính phủ của UAE đã cũng đã nói rằng là những các nhà lãnh đạo là 100% là sẽ đến để tham gia vào cái cuộc thử nghiệm này, tức là đến để được chứng kiến và cũng sẽ đi thử trên cái trên tàu của tàu Skyway. Takisto vyšla informace, že ta nákladní dráha v Šarži na přepravu morských kontajnerů bude spuštěna v květnu. Và cũng thông tin được đưa ra thì cho biết rằng là cái đường tàu chở hàng container ở tại Sharjah, tức là chở đường tàu chở lại container hàng nặng, đang chở hàng đường biển ấy, thì bắt đầu sẽ là được thử vào tháng 5 năm nay. Vedení naší společnosti Skyward Community uděláme mi všechno proto, aby jsme měli možnost se jít podívat někdy kolem leta na tuto dopravní technologii a mít tu možnost se provést na této technologii. Với bên ban lãnh đạo của Skyward Community thì cũng sẽ thử để làm hết tất cả mọi những cái điều trong khả năng của mình để trong mùa hè năm nay sẽ có thể tới và để chứng kiến và cũng để xem các cuộc chứng kiến cuộc thử nghiệm. Všichni víme, že jak jsem už říkal, jak se odstartovala ta mohutná činnost od začátku ledna, že center Skyway Center v Šarži navštívila delegace z arabských států. Và chúng ta cũng biết là vừa rồi ấy, từ đã có những cuộc viếng thăm, cuộc đi thăm các cái trung tâm Skyway Innovation Center ở tại Sharjah, thì đã có những cái phái đoàn của bên chính phủ cũng như là của các phái đoàn doanh nghiệp của các bên Ả Rập. A tam šejk, který je šéfem projektu NEOM, to je koncepce města Tel Ain, uvedl, že moderné města nedokážu vyrovnat se s rychlým rastom a nemožno jich přestávat na novou koncepci, proto by nové města měly vznikat bez automobilů i měly by být postavené v harmonii s přírodou. A podobné myšlenky ponúka samozrejme Anatolij Junický, hlavný konštruktér Junický Stream Technologies. Và cái người mà nó có phụ trách về cái thành phố bên chợ Neom ấy, tức cái dự án The Line, tức là thành phố thông minh ở bên đó ấy, thì cũng nói rằng là cái thành phố thông minh thì nó thành phố hiện đại này thì là không thể là như là theo đường cũ mà là có phải hòa hợp với thiên nhiên và những cái ở đấy là sẽ không có các loại xe cộ chạy mà sẽ là sử dụng các cái phương tiện thông minh. Co ten projekt vlastně Neom a projekt The Line City představuje? Jaký je koncept? Thì bây giờ hỏi là cái dự án thành phố thông minh The Line ở Neom ấy thì có một cái concept như thế nào? Předtím, když se Spojených arabských emirátech jednalo o takomto konceptě, samozřejmě, když nevěděli o technologii Skyway, tak se diskutovalo o že by se toto město spojilo s technologií s metrem pod zemí. Trước đây ấy, là ở bên UAE là họ cũng đã thấy một ý tưởng, tức là cũng xây dựng cái thành phố là thông minh ấy, cũng như thế này, nhưng mà họ chưa biết đến, trước đấy thì chưa biết về đến Skyway.
Cho nên là trước đấy họ có đã có những cái cuộc mạn đàm rồi những cái cuộc người ta đang tranh luận về việc sử dụng cái phương tiện nào, thì họ có ý tưởng là người ta sẽ dùng cái đường tàu điện ngầm, tức là gọi metro ấy, là sẽ sử dụng làm phương tiện giao thông. No ale pak postupne se prišlo na to, že to by mohlo spôsobiť katastrofu z hlediska týchto podzemných tratí toho metra, nakolik v arabských zemích nemajú skúsenosť s budovaním metra v podzemí, nakolik je tam samý písek, a v budúcnosti by to mohlo naozaj přivést k veľké katastrofy. Bởi vì sau khi mà họ cũng đã tranh luận, bàn luận và cũng thấy rằng là ở bên Ả Rập ấy, các nước ấy hoàn toàn chưa có một chút kinh nghiệm gì về với cái đường tàu điện ngầm, về metro. Đấy, chính vì vậy mà người ta có chỉ lo lắng đến về các cái vấn đề là các cái tai nạn, tai họa mà có thể xảy ra, bởi vì bên địa hình bên Ả Rập là hầu như là chỉ có cát, mà bây giờ là chưa biết là nó sẽ là như thế nào, bởi vì chưa có nước nào xây dựng, cho nên là họ cũng chưa thể có thể là nói là phải làm được, có thể làm được không? Na webovej stránce NEOM projektu vidíme vizualizácii, to je táhle tá vizualizácia toho líniového miesta, kde sú časti miesta spojené s takouto linkou, vidíte? No a samozrejme, že potenciálne to môže byť naše strunová technológie, po ktoré sa budú promávať nad zemou kolajové vozidla z rýchlosti 150 až 500 km. Ở trên trang web của bên cái dự án NEOM ấy, thì chúng đã có thấy được cái mô phỏng của các cái con đường và của các cái nối kết nối ở trong thành phố ấy, thì chúng ta cho thấy là đấy là những cái đường mà đấy là thấy là chính đấy là con đường mà của cái đường giao thông bằng trên đường dây, công nghệ đường dây hay là đường dây treo, với những cái khả năng tức là chạy với tốc độ 150 đến 500 km/h. A jak vidíte zde na snímce, tahle ta technologie se může aplikovat v různých podnebích na různé terény, že není překážkou ani nějaké horské masívy, kopce, půšť, jezera, moře a tak dále. Phía bên cái hình ở bên tay trái ấy, là bạn các bạn có thể nhìn thấy, tức là cái công nghệ đường dây ấy, thì có thể áp dụng bất kỳ cho mọi bất kỳ cái địa hình nào, không kể là đồi núi hay là sa mạc hay là biển hay là hồ hay là ở đâu cũng có thể áp dụng được. Samozrejme v 21. století se vyžadují různé kritéria, různé charakteristiky, které je potřeba stanovit a dosáhnout, udělat, aby se dosáhlo ideální řešení tohoto problému, vybudovat takéto město, líniové město. Tất nhiên là ở trong cái thế kỷ thứ 21 ấy, thì người ta cũng đang đi tìm tất cả các cái đưa ra các tiêu chuẩn khác nhau để mà tìm ra cái giải pháp tối ưu cho cái nền công nghệ của những giao thông cũng như chưa ở trong thành phố cho áp dụng thành phố thông minh như là NEOM. A jaké jsou tě základní charakteristiky tohoto projektu? Je to, že to město má být dlouhé 170 km. Thì chúng ta thấy đấy là cái thành phố NEOM ấy là một cái thành phố gọi đặc biệt là tính chất là nó là kéo dài đến 170 km. Že z bodu zo začátku města na konec města by se dopravou lidi měli dostat za 20 minut.
và với cái những cái giai đoạn cái đoạn mà từ đoạn đầu thành phố đến cuối thành phố chỉ là dài 170 km, nhưng mà chỉ chạy trong vòng 20 phút thôi, không quá 20 phút. Když tam zrovna té, tak naozaj tam vychází rýchlosť 500 km za hodinu. Như vậy thì nếu các bạn có thể tính thì có nghĩa rằng là mới cái tốc độ là nó phải là 500 km/h. A co je též velice důležité, ta bezpečnost přemístování se i zachování 95% přírody. Và điều quan trọng nhất ấy, là trước là an toàn, còn tiếp sau nữa là giữ được đến 95% là cái thiên nhiên. Víte, že běžnými konvenčními dopravními systémami tyhle ty podmínky se splnit nedají. Và chúng ta có thể nhận ra là tất cả các cái loại phương tiện giao thông khác trong thời gian hiện nay là không thể đáp ứng được cái điều này. Samozřejmě, že co je úlohy toho projektu NEOM a koncepce města The Line, je to fungovat pomocí obnovitelných zdrojů energií, vytvořit lineární město. Và tất nhiên là trong cái những cái yêu cầu hoặc là những các cái yêu cầu của trong cái dự án với thành phố NEOM, thành phố The Line ấy, là có những cái nhiệm vụ là phải sử dụng các cái nguồn năng lượng sạch, đấy là năng lượng dùng mặt trời. To, co bylo už řečeno na počas té návštěvy, že teďkom je ten správný čas na vytvoření nebo na diskusi o nových typech měst. No samozřejmě je ještě velice skoro hovořit o konkrétnostech, ale tento projekt se zvažuje v rámci Unity Stream Technologies a možno se zvažují možnosti modernizace některých i některé další návrhy a lokální řešení v Arabských Emirátech i Indie. No samozřejmě, jak už i Vladimír řekl, že čas ukáže, že pracuje se teď na mnohých projektech, ty projekty jsou rozpracovány v na různých levelech, ale co je jedna věc jistá, že záujem, celosvětový záujem o tuhletu strunovou technologii je velice velký. Và đến bây giờ thì có thể nói rằng là đã là đến cái thời điểm mà quyết định, rất là đúng thời điểm mà đúng đắn để có thể tạo ra những một cái thể loại các cái thành phố mới trong cái khuôn khổ của cái của Unity Stream Technology. Thì trong cái thời gian hiện nay là có thể là làm tạo ra cái hiện đại hóa, hiện đại tất cả các cái khu vực ở bên Ả Rập, hoặc là cũng làm mới cho các cái khu vực mới nữa. Đấy, để tạo ra được những cái dự án như là cái thành phố ở bên thành phố NEOM. Và không như vậy mà hầu như là cái đấy là một cái xu hướng để dành cho cả. Teďkom velice krátce by jsem se chtěl zmínit o statistice, která byla v lednu, co se týče investic za leden. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy cái thống kê của đầu tư trong tháng 1 năm 2021, đấy là nó như thế nào. Opět veliká gratulace vám, našim partnerům i kolegům i klientům z Vietnamu, na kolik opět první místo v investici Vietnam. Vietnam udělal 65% investic, potom na druhém místě Nigeria, Španělsko, Indonésie, Česko, India, Slovensko, Kyrgyzstan, Německo i Rusko.
Với thông tin này thì chúng tôi cũng trước hết là chúc mừng là các nhà đầu tư ở tại Việt Nam. Đấy là một cái khi mà đã thu hút được một nguồn vốn đầu tư là đến 65%. Đứng thứ hai là bên châu Phi, đúng là bên Nigeria, và thứ ba là bên Tây Ban Nha và các cái nước tiếp theo. Thì trước hết là phải chúc mừng cho các bạn về các cái công việc của mình. A čo sa týče motivačného systému Level Up, tak asi druhýkrát v histórii Level Upu nebyl na prvním míste náš kolega niektorý z Vietnamu. Vím, že v minulém roce v jednom měsíci, tak se mi zdá, že v říjnu, to byl náš kolega ze Slovenska. A teďkom v lednu to byl náš partner z Španělska na prvním místě. Đây có một cái điều rất là thú vị, tức là lần đầu tiên sau sau bao nhiêu lâu đấy thì cái vị trí thứ nhất không thuộc về Việt Nam. Và như năm ngoái hồi tháng 10 thì cái người mà đứng đầu trong cái giải thưởng về Level Up ấy thì là người thứ nhất là tháng 10 là của người bên Slovakia. Đấy, và còn đến tháng 1 năm nay thì lại là người của bên Tây Ban Nha đã đứng vào vị trí thứ nhất mà không phải là Việt Nam, nhưng mà nhìn vào đấy thì là những người Việt Nam lại rất là trong vòng top 10 tại ra đây. Alo Piet, veľká gratulácia pro kolegy z Vietnamu, pretože z 10 možných miest, ktoré sa hodnotí každý mesiac, 7 miest zaujali naši partneri z Vietnamu. Pani Majti, šesté miesto tam je náš partner z Austrálie a desáté miesto partner z Nigérie. Vậy là chúc mừng các cái nhà đầu tư Việt Nam, trong đó thì trong cái bảy trong cái hàng top 10 ấy thì Việt Nam đã chiếm mất 7 vị trí rồi. Còn vị trí thứ nhất ở bên Tây Ban Nha, vị trí thứ 6 ấy là người ở bên nhà đầu tư bên Úc, và vị trí thứ 10 cuối cùng là bên nhà đầu tư ở bên Nigeria. Dôležité je, že rozdeľuje sa každý mesiac rozdeľuje fond. A pro první místo za každým se rozděluje 30%. A teď vám to bylo $6,900 pro tohto našeho partnera. Já bych tak chtěl přiblížit, to je tak zhruba roční průměrný plat na Slovensku. Roční průměrný plat na Slovensku. Như vậy là trong cái quỹ để mà quỹ thưởng cho trong cái cuộc thi đua là Seven Up ấy, thì người đầu tiên là người Tây Ban được chiếm 30%, có được $6,900. Đấy, còn theo các cái tùy theo vị trí, tức là người nào cũng có những cái khoản tiền thưởng mình. Đấy, chúc mừng. Tých 10 výhercú bylo za mesiac leden rozdeleno málem $23,000, čo není málo. Vừa rồi là cái số tiền mà được chia trong tiền thưởng là 22.000 dành cho 10 người, thì có cái số này cũng không phải là đến nỗi là rất là nhỏ. A jak dopadli krajiny, no jinak ani nemohli dopadnout, ale velice příznivá situace je v tom, že každý měsíc se objavují nové státy, kteří se zapojí do tohto systému. Samozřejmě z hlediska počtu a z hlediska vítězů opět na prvním místě Vietnam, potom Nigeria, India a tak dále. Na 8. místě bylo Slovensko. Ale vidíte, že už jsou tu nové krajiny jako Peru, Georgia, Kamerun, Kolumbia, Mexiko. To jsou všechno nové krajiny, které se zapojí
od konce minulého roku. Như các bạn thấy thì cái việc các cái vị trí thứ nhất là còn thuộc về Việt Nam và Nigeria, nhưng mà sau này thì đã có những cái xuất hiện của những cái các cái quốc gia mới. Các bạn thấy là đến như quốc gia mà bên của Slovakia thì đứng thứ 8, nhưng mà thành những cái quốc gia mới bắt đầu là nổi lên được nữa, như là Peru, rồi là Georgia, rồi ở bên Cameroon, đấy là những cái Colombia, đấy là các cái quốc gia mà vừa mới được được nổi lên là giành những cái trong cái cuộc tham gia vào đầu tư. Čiže sami vidíte, že naozaj tá naše Skyward Community rodina sa rozrastá každým mesícem a stále víc a víc štátu sa zapojuje do tohto celosvetového projektu. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là càng lúc càng thêm nhiều các cái quốc gia để tham gia vào cái đầu tư vào cho dự án này. V úterý jsem měl meeting s top expertama z Evropy a z těch druhých států. Příští týden budu mít meeting společně s Vladimírem, s top expertama z Vietnamu, ale už jsme představili novou motivační akci pro marec. Rồi thì chúng tôi cũng đã có những cuộc làm việc với các top expert của các cái trên quốc tế và cũng làm việc với các top expert của Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị các cái chương trình để mà thu hút các nhà đầu tư và cũng như là cái chương trình để mà những cái thúc đẩy cho các cái những cái người mà leader trong cái công việc của mình. Aby som správne říkal v březen. To znamená, že táhle tá nová motivační akcie startuje 1. března, bude trvať 4 týdny do 28. března. Bắt đầu tháng 3 thì có nghĩa là bắt đầu là từ từ mùng 1 cho đến đúng đi. Do 28. března. Jo. Như vậy là bắt đầu là từ mùng 1 đến ngày 28 tháng 3, nghĩa là cái start là bắt đầu như vậy. Aké budú možnosti tejto motivačnej akcie? To znamená, že každý človek, když napríklad 1. března zaregistruje svého prvního nového človeka, tak dostáva 15%, minimálne 15% bónusu. Pretože to je človek s příjmy na první línii. Thì bắt đầu từ 1 tháng 3 ấy, thì cái ví dụ như là có một người mà được người mới vào được đầu tư thì tất nhiên là cho vào cái hàng F1 của mình là thì đã được thưởng 15% tiền bonus. Ale když už zaregistrujete druhého človeka a on udelá investícii, dostávate v prvním týdnu března dvojnásobek bónusu, to znamená 30%, 15 plus 15%. Nếu mà đến được người thứ hai ấy, mà đầu tư vào trong một tuần đấy thì là không được thưởng mà 15 mà là 15 cộng 15 và như vậy là sẽ được thưởng đến 30%. Ještě jedno zopakuj. V březnu zaregistrujete prvního člověka, za kterého dostáváte 15%. To je jak doteďkom. Když zaregistrujete druhého člověka, a on udělá investici, tak dostáváte za jeho investici 15 plus 15%. Và nhắc lại, tức là cái người đầu tiên mà cái nhà
đi phát triển hệ thống ấy, mà đăng ký được người đầu tiên vào người thứ nhất thì được thưởng 15%, sau đấy được người thứ hai vào cũng đầu tư thì sẽ được thưởng là 15 cộng với 15%, tức là 30% cái bonus. Ta druhá časť bonusu je rozdelená na 4 týdny, to znamená, že přes první týden dostávate za toho druhého človeka a dalšího a dalšího a dalšího, ktorého ste zaregistrovali v prvním týdnu a on udelal investícii 15 plus 15, jak som řekl. V druhém týdnu, když udeláte registrácii, ten človek udelá investícii v druhém týdnu, tak dostávate 15 plus 11. V třetím týdnu 15 plus 8. A v tom čtvrtým týdnu 15 plus 5%. Như các bạn thấy thì nhắc lại một lần nữa là khi mà đưa được thêm một người vào, mời được người vào để đầu tư ấy, thì trong tuần thứ nhất thì là được mời được thêm người thứ hai thì sẽ được thưởng là 15 cộng với cái bonus nữa là 15%, là tổng là 30%. Đến tuần thứ hai nếu mà mời được thêm người thứ hai ấy, thì được thưởng là 15 cộng với 11, tức là cộng 26%. Còn tuần thứ 3 thì được 15 cộng với 8, và đến tuần thứ 4 thì được 15 cộng với 5%. Tức là trong cái tháng 3 nó là như vậy. Tuhle to informaci i samozřejmě rozpísanou více informací o tuhle o této akci se objaví ve vietnamštine, ve vašom jazyku, ve vašich kabinetech 22. února. Pondelí už ty full informace budete mít v kabinete. Với cái thông tin này thì là sẽ có bằng tiếng Việt, về các cái chương trình như này là sẽ biết bằng tiếng Việt. Mà bắt đầu vào ngày 22 tháng 2, có nghĩa là bắt đầu từ thứ hai tuần tới là sẽ bằng tiếng Việt. Các bạn sẽ tìm thấy ở trong cái văn phòng cá nhân của mình. To znamená, že budete mít dostatok času se připravit na tuhle tu akci, protože měsíc březen bude měsícem registrací. A je to velice motivační i pro nový lidi, kteří se budou v začátkem března registrovat, protože když oni zaregistrují už toho druhého člověka, tež můžu dostat 15 plus 15, 15 plus 11, 15 plus 8 i 15 plus 5%. Čiže v březnu máme všichni možnost zdvojnásobit ale nebo přivydělat si hodně víc na bonusech, jak je to obyčejně možné. Như vậy là chúng ta có thời gian để chuẩn bị và cho đến tháng 3 năm 2021. Đấy là một cái chương trình rất là tuyệt vời của phía bên bên Skyward Community dành cho tất cả các cái nhà đầu tư. Và đấy là một cái chương trình mà kích thích hoạt động là để mà chúng ta có thể là được nhận được đến 30% cái bonus cho trong tuần thứ nhất, và 26% cho tuần thứ hai, và 23% cho tuần thứ ba, và 20% bonus cho tuần thứ tư khi mà các bạn có người thứ hai vào đầu tư. Víme, že ještě máme 3 dny na akci, která probíhá teďkom, na akci s diskontem 1 plus 100 s hologramem. 21. února končí tahle ta možnost investování s diskontem 1 plus 100 a vy budete mít dostatok času se připravit na tuhle tu akci a já bych vám odporučil už teďkom si zostavit seznam lidí, kterých oslovíte hned v začátku března, abyste na 100% mohli v březnu ten první týden udělat co nejvíc registrací, co nejvíc investic, abyste tuhletu akci mohli na 100% využít a získat
30% bonusu ze investiți partnerul. Vậy chúng ta biết là cái chương trình có một cái chương trình khuyến mại mà 1 ăn 100 là của tập đoàn vừa mới ra đấy, tức là cho cái cùng với cái gói 5.000 đấy, gọi là sắp sửa kết thúc vào ngày 21 của tháng 3 là nó sẽ kết thúc, cũng là cái giai đoạn mà chiết khấu 1 ăn 100 là cuối cùng là sắp hết rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta lại có thời gian để bắt đầu một cái danh mục, cái danh mục của các nhà đầu tư mà sẽ chuẩn bị làm việc với họ, để cho bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 là có thể bắt đầu đăng ký cho họ, để mà những cái nhà đối tác mà đi phát triển hệ thống ấy là sẽ kiếm được cái khoản tiền bonus được cao hơn bắt đầu từ 1 tháng 3. Các bạn nhớ đấy. Z mojej strany to byl posledný slide. Ja vám velice pekne ďakujem, že ste tu dnes byli s nami. Ďakujem ešte jednou za prezentáciu Vladimíru. Ďakujem tlumočníkom Huj a Teovi. A teším sa na příští setkání. A nebojte sa, my sme nezapomneli, že sme slíbili, že přijedeme do Vietnamu s Vladimírem i s Teom. Děláme všechno proto, aby sa to podažilo. No, sami víte, aká je teďkom ťažká situácia, ale všechno děláme proto, aby sme v krátkém období, aby sme sa mohli osobne stretnúť v Hanoji. I samozrejme tešíme sa na našich ďalších partnerov. Želám vám ešte krásny deň, príjemný zbytek dnešného večera ve Vietnamu, pretože tam už máte večer. Přeji vám hodne zdraví, hodne šťastí, pohody a samozrejme veľa úspechu a teším sa na vás. Naspädanou. Dovidenia. Ngày František Sula vừa nói là bài cũng là kết thúc cái bài thuyết trình của mình. Và đến đây ấy, thì như là trước đây thì đã có chương trình để cho đầu năm nay là hai ngày là Sula và ngày Vladimir Maslov ấy, và cùng anh Theo rồi cũng sẽ về Việt Nam để làm để tiếp tục các cái công việc về bên dự án. Nhưng mà điều đáng tiếc là về cái tình hình đại dịch nó vẫn chưa kết thúc, cho nên là vẫn chưa có thể bay được. Và cũng hẹn tức là phải khi mà chừng nào có thể thì chúng tôi sẽ là đoàn tụ để làm việc với các bạn. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Xin chúc lời sức khỏe đầu năm và chúc nhiều sức khỏe. Và xin chào và tạm biệt. Xin chào tất cả mọi người.